Alo alo, và đi trong phiên dịch ngày hôm nay á, thì anh chị mình có thể thấy là phiên sáng này vẫn tiếp tục duy trì cái đà xanh điểm khá là tốt. Nhưng mà tới khoảng tầm giai đoạn gần cuối phiên chiều mà sau 2 giờ thì nó xuất hiện những cái áp lực bán khiến cho thị trường nó bị bán ngược xuống trở lại. Ha, chỉ số thì giảm khoảng tầm 4 điểm thôi nhưng mà thanh khoản tương đối là hơi lớn. Và nhìn chung em đã có chia sẻ với anh chị mình trong rất nhiều video rồi. Khi mà thị trường có những sự cân bằng, wash out và sau đó đi vào cái nhịp hồi phục thì hồi phục lên càng cao thì nó quay về lại những cái vùng kháng cự. À, thì những vùng kháng cự nó sẽ kìm hãm cái đà tăng và chúng ta cần thời gian nó tái tích lũy lại, đúng không? Hay còn gọi là nó hấp thụ và nó tiêu hóa cái lượng cung cầu ở những giai đoạn phía trên như thế nào, đúng không? Đi lên lúc nào cũng phải có chỉnh, nhưng mà điều quan trọng nhất trong phiên ngày hôm nay là cái sự điều chỉnh như thế này của thị trường nè. Anh chị phải xem coi là nó đến từ dòng cổ phiếu nào và cái dòng cổ phiếu anh chị đang nắm nó có bị ảnh hưởng hay không, đó mới là điều quan trọng ha. Ví dụ như những dòng nào mà đang có những cái sự tăng nóng trong giai đoạn vừa qua thì cái việc đó bị điều chỉnh là chuyện sớm muộn thôi. Còn những cái dòng mà đang tích lũy thì liệu ngày hôm nay nó có bị điều chỉnh hay không? Đấy, quan trọng nhất là cổ phiếu anh chị đang quan tâm là cổ phiếu gì. Còn về mặt chỉ số thì thị trường hiện tại nó có hai vùng kháng cự. Thứ nhất là vùng tích lũy trước, thứ hai là vùng cản chéo hay còn gọi là kênh xu hướng giảm. Thì anh chị nào trong khóa học anh chị cũng biết là khi mà có hai đỉnh và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì lúc nào chúng ta cũng kẻ được một cái kênh xu hướng giảm. Nếu như bứt phá khỏi kênh thì đó sẽ là một chu kỳ mới. Nhưng nếu như chưa bứt phá thì đó là những cái vùng kháng cự, những cái vùng cản, nó cản trở và nó chưa hoàn thành cái mẫu hình của nó anh chị ha. Nó là như thế thì nhìn chung chúng ta sẽ đi vào từng mã cổ phiếu, từng dòng cổ phiếu để có được những cái góc nhìn mà nó toàn diện hơn, để coi cái sự điều chỉnh của VN ngày hôm nay nó mang yếu tố như thế nào, nó chỉnh ở đâu và mỗi con nó chỉnh với một cái biên độ khối lượng ra sao anh chị ha. Đầu tiên á, vẫn là ACB của dòng ngân hàng anh chị ha. Nhìn chung mà dòng ngân hàng nó tạo ra những cái biên độ tích lũy rất là chán nản cho anh chị nhà đầu tư, hay còn gọi là vùng sideways cân bằng đáy. Thành ra là khi thị trường rung lắc trong phiên ngày hôm nay thì dòng ngân hàng nó không ảnh hưởng mà thậm chí nó có những sự tăng điểm rất là tốt và nó giữ giá và kéo chỉ số, nó đỡ chỉ số cho VN mình trong phiên ngày hôm nay rất là nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, thì bản chất dòng ngân hàng nó đã rơi trước rồi, đúng không? Nó cân bằng trước rồi, nó tái tích lũy trước rồi, nó cạn cung trước người ta rồi, bản chất cái lượng cung nó đã hết rồi. Thành ra cái việc mà tổ chức nó không muốn đạp nữa thì khi thị trường có những sự rung lắc tiếp đi chăng nữa thì nó sẽ rung ở những cái dòng nào mà có những cái biểu hiện tăng trong thời điểm trước đó, thì nó tăng rồi nó sẽ chỉnh. Còn nếu bản chất những con như này lượng cung nó đã hết rồi thì nó sẽ neo giá, thậm chí là nó kéo, nó đỡ lại chỉ số cho và đi mình rất là nhiều anh chị ha. Đó là bản chất của sự cạn cung, nó là như thế. Thì nhìn chung ACB trong phiên thì nó cũng được kéo lên khoảng tầm 32.75 là cao nhất. Có rung lắc chung với lại VN trong giai đoạn cuối phiên thì nó tụt khoảng tầm hai like thôi, còn 32.5 nhìn chung rất là ok, không bị bán đỏ, không bị đóng thấp nhất hay gì cả, khối lượng cũng rất là bé. Dòng ngân hàng hôm nay có một điểm chung là nó hồi rất tốt nhưng mà khối lượng của nó không có, cho thấy là nó đang hồi phục trong nghi ngờ. Anh chị nhà đầu tư vẫn chưa dám quay lại dòng băng nhiều, đúng không? Anh chị mình đang mua những cái dòng khác và chưa có dám quay lại dòng băng, thì những cái sự mà tăng lên trong nghi ngờ trong ngắn hạn nó sẽ rất là ok. Tới khi nào anh chị nhà đầu tư đua vào trở lại thì lúc đó hơi nguy hiểm một tí. Nó là như thế anh chị ha. Nhìn chung ACB cái con đường đi lên mức giá 34 của nó vẫn sẽ như vậy ha. Thì lên tới đó anh chị mình sẽ quan sát nó ở những mức giá trên 34 để coi coi nó có cái điểm để anh chị mình gia tăng hay không, hoặc là anh chị mình chốt lại ở những vùng đó, hoặc là xử lý nó như thế nào đấy, thì anh chị mình chờ đợi mức giá 34 anh chị ha. Rồi, nói ACB chúng ta phải nói MBB. Trong phiên có những lúc mà tiệm cận 29 rất là ok, rung lắc chung với lại thị trường nó tụt vài like ha. Nhìn chung thì cũng không có bị bán ngược, không bị đóng đỏ gì cả, đúng không? Thành ra target của nó vẫn là dưới mức giá 30 ha. Anh chị chờ đợi nó lên mức giá 30 mà mình sẽ quan sát tiếp và cập nhật trong các video tới ha. Rồi BID nè, volume rất là bé đúng không, hồi lên trong nghi ngờ mà trong phiên có những lúc mà vượt được 40 rồi mà bị đè lại tương đối khoảng tầm 2-3 like thôi. Đấy, thì nhìn chung là cái target của nó vẫn là mức giá 41. Con này thì nhìn chung nó hơi yếu hơn so với lại cái con anh em, thành ra là lên mức giá 41 anh chị mình có thể xử lý nó ở những mức giá nó sẽ tốt hơn ha, bán nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy, rồi BVB nè, nhìn chung thì đã có chia sẻ anh chị mình về con này rồi đúng không? Nói chung là trong ngắn hạn nó sẽ hồi được mức giá 21. Đấy, nhìn chung hôm nay cũng gần 21 rồi nè, mai nó nhú lên cái nữa là chạm 21. Thì nó lên mức giá 21 là những cái vùng mà anh chị mình có thể xử lý, hoặc là anh chị có mua ở dưới này thì cái biên lợi nhuận em có chia sẻ đúng không? Ví dụ như mua dưới này thì ăn chắc cũng được 7-800 gì đấy, cũng rất là ngon trong ngắn hạn nếu anh chị mình muốn đánh. Nhưng mà cái câu chuyện mà vượt khỏi 22 thì nó sẽ khó ha. Vượt 22 thì nó sẽ có nhiều câu chuyện hơn, nó sẽ có những vùng kháng cự nè, nó nhiều lần không vượt và cái cản rất là dài,
nó giống như con KBC, nó lên tới đây dòng xuống, lên dòng xuống, thì cái giai đoạn rất rất lâu phía sau thì nó mới đánh vượt được. Lưu ý là không phải là một hai phiên như thế này mà đòi nó vượt cái vùng này đâu, nó phải có yếu tố khối lượng nữa ở phía sau này, nó đánh xác nhận nữa mới được. Thành ra là trong ngắn hạn thì nó vẫn lên được mức giá 21, anh chị mình có thể bắt đáy hay là xử lý nó ở những mức giá nó sẽ tốt hơn ha. Rồi CTG nè cũng đang bò bò lên đúng không, trong ngắn hạn thì em nghĩ nó sẽ bò lên mức giá 34 ha, nhưng mà con này trong quá trình bò lên nó phải có nâng đáy và nó tái tích lũy trên đường đi thì nó mới tạo ra được cái giai đoạn phía sau, thì anh chị mình có thể quan sát nó trong giai đoạn sắp tới ha. Trước mắt cứ để nó hồi cái đã, còn câu chuyện mà mua nó thì anh chị chờ đợi thêm ha, nó chưa có đủ điều kiện. Con này thì đặc biệt chú ý một chút ha, đặc biệt chú ý một chút, tại vì cái mẫu hình của nó đánh á, khi mà nó rủ nhiều như thế này nè, giai đoạn phía sau nếu mà nó tích lũy được á, mà cái khối lượng break nó khổng lồ á, đây là những cái điểm anh chị mình cực kỳ chú ý con CTG ha, tại vì nó đánh cái trò này mấy lần rồi anh chị ha. Rồi HD băng nè, con này bao cung đúng không nè, đạp phái sinh xong rồi lại hồi lên một cách rất là dễ dàng, nó lên lại đây. Nhìn chung con này á, thì cái con đường nó đi lên mức giá 27-28 là có, nhưng mà nếu mà nó lên được anh chị nên xử lý liền đi. Tại vì sao? Tại vì nó hơi bao cung, thành ra là nếu mà nắm giữ nó thì rất là khó phân tích. Thành ra là nếu mà được giá đẹp bán luôn, anh chị mình có thể để cái tiền đó, anh chị mình mua những cái con băng khác hoặc là mua những cái dòng khác chẳng hạn, nó sẽ có cái cung cầu nó sẽ tốt hơn là mình chọn một cái con bo cung mà nó hơi khó phân tích, mà nó hơi tương đối hơi ma giáo như thế này ha. Thành ra lên những mức giá này nếu mà được giá xử lý luôn đi, qua đánh con khác ha. Rồi Liên Việt nè cũng đang duy trì tích lũy vôn cạn nè đúng không, nhìn chung là cái con đường nó bò lên mức giá 25 vẫn có nha. Còn cái câu chuyện mà vượt 26 như thế nào thì anh chị mình nó cũng giống như con BVB này nè, trước mắt là cứ 25 cái đã anh chị ha, từng bước một. Rồi MSB nè, con này bò lên khá nhanh nè, lần nào cũng vậy á nè, bò lên rất là nhanh nhưng mà lên tới đỉnh thì nó lại bị fail. Đây là lần thứ ba rồi đúng không, lần thứ ba nó bò lên đỉnh rồi. Nhìn chung á, trong ngắn hạn á, những cái điểm chốt của anh chị mình là mức giá trên 30-31, trong cái biên từ 30-31 này nè, anh chị mình có thể chốt lại trong ngắn hạn nếu như ai bắt đáy hay gì đấy đúng không, bắt đáy dưới này hay gì đấy, mua bình quân ABC gì đấy thì lên tới đây là những cái điểm chốt ngắn của anh chị ha. Còn gì là lỡ bị kẹp thì lên tới đây canh xử lý luôn. Tại vì sao? Cái lần thứ ba này nè, có chắc là nó thành công hay không thì chúng ta phải quan sát nó phản ứng như thế nào ở mức giá 31 à chị ha, đúng không, quá tam ba bận đúng không, thì coi lần thứ ba coi có được hay không thì mới đánh được, khi nào bứt đỉnh mới đi được. Còn cổ phiếu nào cũng vậy, bứt đỉnh mới chơi, bứt đỉnh nó giống như KBC, bứt đỉnh đánh nó dễ ha. Rồi NBB con này chị thấy không, đánh một vài lệnh 400k thôi mà nó chần cả ngày luôn. Đây nè, cái thanh khoản của nó rất là bé mà nó rất là bo cung đúng không nè, volume mà không thấy volume luôn mà đánh chần được, rất là khó phân tích. Nhưng mà con này sẽ là cái con mà nó phát tín hiệu để cho dòng băng nó chạy. Nhìn chung thì bán quanh đây là rất là ok rồi, cái biên lợi nhuận của anh chị rất là lớn ha. Còn nếu mà nó kéo lên tiếp á, thì nó dẫn dắt dòng băng, nó là một yếu tố rất là ok. Phân tích thì con này không ai phân tích được đâu nè, volume như thế này nè, nó đánh không có thuyết phục là gì ha. Nhìn chung ai còn thì tốt, còn ai bán rồi thôi đấy, quy tắc là như vậy. SHB nè, con này về kỹ thuật thì nó cũng chưa có thủng cái gì cả, còn khi nào nó đánh thì nó phụ thuộc vào anh Hiển ha. Rồi STB nè, STB thì nhìn chung là nó vẫn có những lúc mà nó hút vượt khỏi giá 28 rất là ok đúng không, rung lắc thị trường vậy đấy, nó đạp xuống vài like thôi, 2-3 like gì đấy, volume vẫn cạn nè đấy. Nhìn chung cái con đường đi lên mức giá 30 của nó vẫn có nha. Còn cái câu chuyện mà nó vượt 30 hay không thì anh chị mình cứ cho nó lên 30 cái đã rồi tính ha, xử lý hợp phù hợp nha. Em thì có bắt đáy ba con đúng không, ACB, TCB với lại STB. Em bắt cái cây này nè, cái cây wash out á, cái phiên ngày thứ 6 á, có bắt ba con thì nhìn chung thì cái lượng bắt thì cũng lãi mỗi con tận tầm 3-4% hết rồi, trong phiên mà cao nhất là lãi khoảng tầm 6%. Nhìn chung thì cũng chưa có bán ha, chờ đợi những cái điểm nếu mà nó thuyết phục thì mình gia tăng, còn nếu không thì mình sẽ canh bán ở mức giá cao hơn vậy thôi ha. Rồi TCB là cũng vậy luôn ha, bắt được ở đây ăn cũng được 4-5% rồi, cao nhất là khoảng tầm 6% á. Nhìn chung là vẫn hồi lên trong nghi ngờ là khối lượng vẫn thấp nè đúng không, nhìn chung là nó sẽ bò lên mức giá 51 hoặc là trên 51 tiệm cận 52. Lên tới đây thì nếu ok có tín hiệu gì đấy, dòng băng bùng nổ theo đà, bùng nổ chung một lúc hay gì đấy thì mới đánh gia tăng, còn nếu không thì sẽ chốt ở mức giá nó sẽ tốt hơn vậy thôi ha. Rồi TB nè, con này anh chị lưu ý nha, thứ nhất á, hôm nay nó hồi lên mà khối lượng nó không có thì nó không đáng tin cậy, cũng là vùng kháng cự anh chị nên bán. Nhưng hôm nay khối lượng của nó rất lớn, khối lượng của TB băng cực kỳ to, cho thấy đây là dòng tiền lớn có vào,
Và những cái động thái mà dòng tiền lớn có vào như thế này thì anh chị mình đừng có bán vội. Anh chị quan sát giúp em những ai có hàng nha, có hàng hoặc bị kẹp hàng đi. Ví dụ như kẹp hàng đánh cây này là coi như cứ cho là hòa vốn đi. Hòa vốn là gọi là đu cái đọt á, đu cái đọt là hòa đó. Thì để coi coi là nó hấp thụ lại cái vùng 37 như thế nào nha. Con này chú ý nha, tại vì sao? Cái khối lượng nó nhỏ nhỏ thì mình không nói, nhưng khối lượng lớn như thế này là anh chị phải chú ý một chút. Tại tiền lớn nó có vô chứ không phải là tiền ảo nó đẩy. Lưu ý nha, thành ra là anh chị mình sẽ quan sát ở mức giá 37, 38. Nếu như nó đạt, nó có thể là điểm mua mới cho những người chưa có và điểm mua thêm cho những người có rồi. Lưu ý nha, con này khoan bán nha, đừng có bán vội, lưu ý nha. Theo dõi nó trong một vài phiên tới mức giá 37, quanh mức giá 37, anh chị lưu ý giúp em con này nha. Tại vì cái cây tiền này nè, ví dụ nó đánh cái cây lửng lửng thì em không chú ý đâu. Nếu mà đánh cây lửng lửng thì chỉ là hồi phục để cơ cấu thôi. Tại đây là một vùng kháng cự rất khó để vượt qua. Nhưng mà tự nhiên nó đánh lên có khối lượng là phải chú ý. Phải chú ý nha. Tại sao? Nó sẽ có những cái cây khối lượng vào tiệm cận kháng cự rất dễ bứt khỏi đỉnh. Thành ra anh chị chú ý trong những phiên tới. Rồi, Vietcom chưa có tín hiệu gì đâu nha. Con này thì nó đánh lên mà khối lượng nó không có, nó bao cung quá, nó giống như con NVB, lại con HD băng này nè. Thành ra những con như này đầu tư thì em không khuyến khích. Anh chị nào bị kẹp thì anh chị có thể xử lý nó như mức giá tốt hơn ha. Rồi, nhìn chung dòng ngân hàng là dòng đỡ giá cho VN mình hôm nay rất là tốt. Thành ra anh chị mình cũng tránh có chê nó quá, tiêu cực về nó quá, đúng không? Dù sao thì những cái dòng xương sống chạy thì thị trường mới chạy được. Còn dòng mid cap chạy thì nó không có kéo chỉ số lên được. Nó chỉ là đầu cơ trong ngắn hạn mà thôi. Anh chị ha. Rồi, mình nói qua dòng dầu khí đi. Dầu khí thì chỉnh đúng không? Nhìn chung cũng đã view cho anh chị rồi. Kiểu gì nó cũng chỉnh. Tại vì sao nó lên đây kháng cự mà đánh không quyết liệt. Chắc chắn nó sẽ có chỉnh. Đúng không? Và nó chỉnh rồi thì anh chị chờ cái nhịp chỉnh này nè. Nó chỉnh thành công anh chị mới tham gia. Đúng không? Đã view rất nhiều video rồi. Lên chỉnh, chỉnh lấy đà để tăng này, mua ở đây. Đúng không? Coi lại 2-3 video trước em có chia sẻ mỗi video đó. Anh chị nha. Thì nhìn chung là tại sao? Tại vì bản tính của dầu khí anh chị đánh theo dõi rất nhiều anh chị sẽ biết. Một khi dầu khí nó đánh á, nó không bao giờ nó cho ai vô á, nó đánh là trần. Dầu khí mà nó bơm tiền á là nó giống mấy cây này nè. Những cái cây nền tảng mà bứt phá của dầu khí á, lúc nào nó cũng là một cây trần đó, hoặc là gần trần. Khối lượng cực đại. Nó cho nhà đầu tư đu luôn á. Đúng mà nó đánh rất là nhanh. Nó bơm tiền rất là quyết liệt. Còn những cái trạng thái mà đánh lên gặp kháng cự á, cũng xanh á chứ phải không. Mà volume không đạt mà đánh mà bị bán ngược á, là kiểu gì nó phải test. Tại sao? Tại vì nó chưa có đủ tiêu chuẩn. Dầu khí một khi nó đánh là đánh dựng đầu luôn. Chứ nó không bao giờ nó đánh từ từ đó. Đó là cái bản tánh. Còn nếu mà nó không có những sự quyết liệt, nó không có bơm tiền liên tục, thì cho thấy là cái quá trình gom hàng ở đây chưa đủ. Thì chưa đủ thì nó phải test lại. Lưu ý nha. Đó. BVD, BVS như nhau. Rồi BSR cũng vậy. Anh chị cứ quan sát từ từ. Vài phiên nữa nếu được anh chị mình chú ý lại nha. Đừng có vội, vài phiên nữa thôi. Phải đi rình nó chứ vội vàng làm gì. Nhiều anh chị cứ nghĩ là đánh lên đây cái mai nó tăng tiếp em. Mình đu ở đây đi, lỡ mai chạy tiếp làm sao, chỉnh một cái này. Không hẳn anh chị, đừng có lo ha. Rồi, GAT nè, BLX nè, con này nhìn chung là nó bao cung với lại nó điều tiết theo VN. Thành ra là mình sẽ tạm thời chưa có chú ý tới nha. OI nè, OI thì anh chị chú ý thẳng hai con bự nhất này đi. Nói rất nhiều video đúng không? BVB nè, chỉnh lại bình thường ha. Nói chung anh chị nên xử lý con này sớm sớm đi. Tại vì chờ nó lên lâu lắm nha. Bâu nè, đó thấy không? Tăng hồi gặp nè, quanh đây chốt cho rồi. Đúng không? Cầm lâu hòa vốn nè, đạp lại cũng mệt. Ha, đạp lại cũng mệt. Nói chung là nó sẽ cần thời gian anh chị, nó hấp thụ lâu lắm tại vì người ta kẹp nhiều. Đấy, thành ra là anh chị nên canh những con này anh chị xử lý sớm sớm. Tại vì nó là kênh dưới ha. Nó sẽ xấu hơn những con kênh trên hoặc là tích lũy nền trên. Lưu ý nha. BVT nè. Thấy ghê không? Mở gáp nè. Đó, 80% lắp lại khối lượng nè. Nó bơm cây này mà nó đạp cây này thì thật sự hơi ghê anh chị nha. Hơi ghê. Thành ra bởi em có chia sẻ anh chị đúng không? Lúc nào cũng phải chặn lại hết. Phòng ngừa không bao giờ thừa. Đúng không? Trước khi mình bị bệnh mà mình phải phòng bệnh trước. Chứ đợi tới lúc bị bệnh mới uống thuốc là trễ rồi. Ha, lúc nào cũng vậy, đừng có ỷ y cổ phiếu nó tăng mà kia nó tăng mạnh, nó quay đầu bất cứ lúc nào. Ha, nhà tạo lập đánh nếu mà nó muốn rủ là nó rủ à. Những cái con hàng nhỏ nhỏ hoặc là những con mà hàng mid cap á, nó không có yếu tố mà gọi là thanh khoản lớn á, thành ra là thanh khoản ở mức tầm trung á, nó rủ dễ lắm. Với lại những nhà đầu tư mà họ cầm ở dưới này nè, ai cũng có lợi đó, chỉ cần mà kích một cái đà là bà con đua nhau bán. Đúng không? Ai cũng vì cái quyền lợi của bản thân. Tôi có lời mà tôi chốt chứ.
đúng không? Thì ai cũng vì cái quyền lợi bản thân, cứ ông này bán chốt lo chốt hồ bất lãi của tôi đó, cái chốt đè lên nhau là nó cứ tuột thôi, đúng không? Đó là kích hoạt cái đà ép nhà tư chốt lãi, nó là như vậy ha. Thì nhìn chung ở trong những phiên tới em có chặn video trước là 23.5 đúng không, nếu như nó giữ trên 23.5 anh chị mình có thể tiếp tục nắm giữ, còn nếu không thì thôi nên bán luôn đi ha. Ai nếu không đu đủ gì thì cũng đang có lời đúng không, thì anh chị chủ động chốt lại, tránh tình trạng nó vòng xuống lại nha. Tại vì khối lượng này rất là to, khối lượng nó không có nhỏ, thà nó lắp ghép khối lượng thấp đi thì nó khả quan hơn, còn khối lượng nó hơi lớn, thành ra chị mình nên quan sát trong các phiên tới và nhớ những cái móc chặn để mình xử lý linh hoạt trong phiên. Lưu ý ha, phòng ngừa không bao giờ thua. Bét nè, nè đạp nè, khối lượng trong phiên con này có lúc sàn đúng không? Ừ, này mid cap chỉnh mà sàn rút chân lên khối lượng khá lớn, nó cũng về lại cái này, nhưng mà đây là ngay mức chặn rồi. Mai canh nè, nếu nó hồi lên được à, tạm cầm tiếp trong một hai phiên nữa coi coi nó đánh bật lên hay không, đúng không? Còn nếu như nó lủng cái vùng này vi phạm là bán, vi phạm là bán bất chấp ha, mình chặn ở đây rồi đúng không, không không ok, không thành công là bán. Thành ra mới nói là những trạng thái bứt khỏi đỉnh là hàng phải khả dụng là vậy đó, có lỡ chuyện gì thì quay đầu là có hàng và bán liền đúng không. Còn mua đu mua đuổi trên này à, thấy bứt đỉnh mới mua vậy đó, nhiều khi nó chỉnh cái là sẽ lỗ ngay cái cục đó đúng không, rất là nguy hiểm, anh chị lưu ý ha. Phòng gương bao giờ thừa đúng không, có nhiều anh chị sẽ nghĩ là nó lên ngày nào nó cũng lên vậy đúng không, ngày nào nó cũng lên thì sao không mua, rồi ngày nào nó cũng lên thì chặn lãi là chặn chặn hoài đúng không, chặn anh chị lỡ nó quay đầu sao ai biết được ha. Tới lúc mà biết được là thì nó mất rồi. Vinhome nè kéo lên tốt ha, nhìn chung con này tích lũy lại mức giá 114 thì mình sẽ tính tiếp, nói chung là cứ cho nó hồi cái đã. Ừ, con này nói chung là cái lượng cổ phiếu này nè em chú ý rồi đúng không, nó gom ở đây thì nó sẽ làm một cái game nào đó ha, nhưng mà nó phải có dấu hiệu, anh chị cứ từ từ, con này không có biến động gì đâu nè không? Lên nó vòng lại nè, khó chịu không, những cái dòng điều tiết nó là như vậy ha, lên mà không xử lý nữa, cứ những con kênh dưới như này đánh nó lâu lắm ha, rất là lâu, cũng khó tư vấn cho anh chị nữa. Sell nè, nè anh chị lưu ý nè, nó chỉnh nhìn cái biên thì to nhưng khối lượng rất bé đó, đóng cửa không cần những phiên mai có phiên tới lại khối lượng thấp đã, những con như thế này thì ok không sao hết ha. D2D là không phải con nào chỉnh cũng xấu đâu, chỉnh nè rút chân khối lượng thấp, nhìn chung á, về cái mức mà vi phạm chặn lãi thì nó cũng chưa có vi phạm, hay chị mình cho nó cơ hội ha, cho nó cơ hội vào ngày mai, và lưu ý cho em móc chặn nha, à, coi video nhớ móc chặn nha, lỡ mà trong phiên nó không không ổn là bán liền, đừng có chờ đợi đợi tới tối coi video mới mới biết chặn thì lúc đó nó giảm mất tiêu rồi ha. Vậy lưu ý mình phải linh hoạt cho cái tài khoản của mình, nếu anh chị mình chỉ xem video thôi ha. DRC nè thấy không, bức đỉnh nè, test lại nè thấy không, test ghê không, giảm là hai cây này chắc bao nhiêu phần trăm nha, cũng bằng cây sàn rồi đúng không. Ừ, gần gần thôi, nhưng mà chỉnh về nền đúng không, chỉnh về nền tại vì nó cũng mới bứt gần đây thôi, nó chỉnh lại khối lượng cũng hơi lớn một chút, thì anh chị mình chặn cho em mức giá ngay cái nền nha, à, mức giá trên 35, nếu giữ trên 35 anh chị mình có thể tiếp tục nắm giữ, còn nếu không thì thôi anh chị nên bán chốt lãi đi nha. Tại sao, tại vì nếu nó thủng 35 á nó sẽ về lại phía dưới, nó làm một cái nền mới nó mất thời gian lắm. Giảm hồi lại lại, ừ, con này nhìn chung vẫn giữ trên tốt đúng không, nên chung em có chia sẻ là chặn đúng không, nó cũng chưa vi phạm, thành ra là anh chị mình có thể nếu mà ai chưa bán có thể tiếp tục nắm giữ ha, tại vì nó hồi lên tốt mà nó lắp lại cái gap này nè đúng không, thì nó hồi lên tốt thành gì mình có thể nắm giữ tiếp được, mua thì cũng không có mua đâu. GVR nè, chỉnh khối lượng cạn dần nè, nói chung con này thì em lại thích nó chỉnh hơn nha. Ờ, chỉnh đi chi để có cơ hội phía sau mua chứ, này nó đánh nhanh quá, mình nhiều khi mình không có mua hết thị trường được, thành ra mình cũng bị bỏ lỡ con này, bị miss ha, thành ra là giờ này phía sau nếu nó chỉnh đẹp thì gì mình có thể quan sát GBR, con này dư địa nó còn ha, nó chỉnh như thế này để ép ép những cái người mà họ mua ở đây nè, trời ơi trong ngắn hạn ăn bao nhiêu rồi, 19% chốt đi, nó đạp mấy cây gì để chi, để chốt bớt đi, để ra bớt đi đúng không, để lái nó gom lại ha, rủ trong ngắn hạn thì rất là tốt, anh chị chờ đợi thêm. Nó cũng ngay cái đỉnh, còn nếu mà anh chị nào đang có hàng, anh đang có hàng anh không muốn mất lãi thì làm sao em, thì chặn lãi ha, đỉnh cũ đấy canh xử lý nha, có thể chốt ngắn ở đây được
chốt lại đây đi, rồi ví dụ như nó đạp xuống sâu á, nó điều chỉnh tốt á, anh chị mua lại phía dưới, anh chị ăn dòng hai. Nó là như thế ha, bản chất nó là như vậy mà. Còn vốn dài thì có thể là chốt bớt ở đây dưới đây mua thêm, ví dụ như vậy ha, tùy theo cái linh hoạt về vốn và giá. Nhưng mà đánh theo kiểu mà bán bớt mà nhưng mua thêm phía dưới á, là cái giá vốn ban đầu của anh chị phải cực kỳ tốt, anh chị phải mua tại đây nè, mua tại nền nè. Thì anh chị mình sẽ thoải mái cho cái việc xoay chiều ở trên này nhiều hơn, đúng không? Tùy cái khẩu vị đầu tư. Còn nếu không mà cứ chốt ngắn chờ đợi cân bằng mua lại sao cũng được ha, tùy tùy lượng vốn, tùy hình thức đầu tư ha, nó có nhiều trường phái. IDC nè, nó chung chỉnh như này bình thường ha, bình thường không vấn đề cả. Những cái lượng hàng T cộng 3 về của cây bùng nổ mà nó đóng mà cái mức giá tốt như thế này, nói chung con KBC và con IDC hôm nay chỉnh rất là tốt ha, chỉnh để ép anh chị nhà đầu tư chốt lãi là chính thôi, chứ bản chất là nó không có xấu. Thành ra những con như thế này thì nhìn chung là em nghĩ là duy trì tốt thì nó vẫn lên thôi. KBC cũng vậy nè, con này con xanh nè, nó có đỏ đâu đúng không, nhìn chung nó khá là ok. Cái hàng T cộng 3 về của cây Brex lần 2 mà nó không bị bán thì cho thấy con này khá là mạnh. Nhìn chung target của KBC có thể lên được mức giá 45 nha. Trước mắt là như vậy. Thì cái cây T cộng 3 này nó không đạp là ok rồi. KSB nè. Ok nè ha, những con này cứ chặn thôi, tại vì bản chất nó ok thì cứ chặn tiếp. Chặn bao nhiêu anh chị? 33 nha, 33.5 33. Đó, chặn ở đó mà xử lý. Xấu nè, thấy không? Dễ không, lên kháng cự không thành công nè, test lại nè, khối lượng lớn nè, xấu nha. Ngày mai nếu như có hồi xanh trong phiên chị nên bán đi, chờ đợi cơ hội phía sau. Con này vượt kinh giảm thì nói chung là sau một cái quá trình vượt kinh thì nó chưa có vượt, con này nó chưa có đạt nha, chưa có đạt, anh chị chờ thêm đi nè, chờ thêm ha, chờ một cái giai đoạn tích lũy lại của nó nha, chờ chờ thêm. SSC con này tốt nè, về này bật lên tốt nè, nhìn chung con này có thể tiếp tục nắm giữ, chặn cho em mức giá 47 nha. Rồi, nó không thủng thì thôi cứ cầm bình thường không sao hết, đừng có mua là được. Đây nè, thấy không, giữ một hồi cái chỉnh nè, khối lượng ghê quá, phân phối nhìn giống phân phối rất ghê, nó làm gì trên đây mình không biết nhưng mà cái khối lượng rất là to. Thường thường cổ phiếu nó muốn chạy nó phải kiệt cung thì nó chạy, còn nó cung nó tăng như thế này nguy hiểm lắm. Giờ mai đục một cây thủng đèn cái là cắt lỗ ngay, đúng không? Mai lái nó kích cho một cây một cái là bán tháo liền, rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm. Nè, con này em có chia sẻ không? No đi mình ba rồi, thôi chốt đi nha. Anh chị nên nên chốt quanh quanh vùng này đi. Chủ động, quanh mức giá 114 thì chị nên chốt, tại vì nó xuất hiện một vài cây no đi mình ở đây rồi. DCM này đó, em lên 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 một hồi bo một cái mất cái cây này luôn. Cái đường xuống nó cũng khá là ghê, thành ra chị nên, nói chung con này đã chia sẻ rồi, có thì chặn thôi, mua là không có mua, nó hết điểm mua rồi. Nè, thấy không, tăng 1, 2, 3, 4 phiên, cái tạch mất 3 phiên, thấy không? Khối lượng khá tốt ha, khối lượng bình thường, khối lượng như này không xấu lắm. Nhìn chung á, nếu mà ai muốn chốt ngắn á, thì cứ canh chặn cho em. Con này mà nếu nó rủ tốt á, nó rủ về lại cái nền dưới này, nó về lại cái đỉnh cũ này nè, đây nè, cái chỗ nó đi lên nè, đó, nó về lại đây nè. Thì giai đoạn phía sau anh chị mình có thể canh cái dòng mới được, còn nếu mà nó cứ neo neo trên cao như thế này là không có mua đâu, thà nó chỉnh ha, chỉnh rút chân nè, được con này ok. Con này thôi bó tay ha, nè test lại đỉnh nè, lắp gáp nè cũng được ha, nhưng mà đánh như vậy là nó mất thời gian rồi, nó phải cần thời gian nó hấp thụ lại đây rồi ha, sẽ mất thời gian ở đây đấy, nhớ chặn nha, mức giá 32 nha. Con này mai chia cổ tức đúng không? Nói chung SSI anh chị nên chờ đó, ngày mai nó chia xong đi coi nó làm gì đã. Dao động đây nó lớn quá nè, vôn to chưa? Nó trao tay hay gì đây mình chưa biết, nhưng mà để coi ngày mai nó chia xong như thế nào đã, để coi nó động thái nó ra sao ha. VND nè, chuyển sàn xong đánh khá tốt nha, kỳ vọng là VND em nghĩ nó sẽ vượt vùng này nha. Cái lượng cung ở đây khá ok đó, em nghĩ là con VND được kỳ vọng này, em nghĩ là nó sẽ có một kỳ đánh vượt. VCI đánh vượt rồi nè. Thấy không? Nói chung là những con như thế này thì nếu như nó đánh vượt thuyết phục á, thì em thấy ok. Nó phải cây tiền như thế này nè, khá là thuyết phục. Thì giai đoạn phía sau á, nó sẽ có những cái nhịp tép lại cho anh chị mình tham gia sau cũng được. Anh chị quan sát ha, phải có cây như thế này nè, nó phải chịu chơi như thế này, khối lượng nó phải to như thế này thì nó mới thuyết phục. Còn nếu không thì thôi. Con này nè, vân to vân nhỏ mà nó tăng không nhiều ha, nó tăng không nhiều thôi, không nên tham gia những con này, mình ưu tiên con khác. Giống như con SBS với lại con MBS là nó là mẫu hình cốc tay cầm đúng không? Mà hôm nay là nó hình thành xong cái cốc rồi nè. Nhưng mà nó, thứ nhất là gì? Nó đóng không cao nhất. Thứ hai là khối lượng như thế này nè.
khối lượng lớn như thế này mà không đóng cao nhất, cho thấy nó chưa có đạt. Chưa đạt ha, chưa đạt thì anh chị phải chờ thêm một vài phiên nữa để coi làm gì đây. Lưu ý nha, con MBS cũng vậy nè, đóng khối lượng tốt như thế này mà vẫn không vượt, đúng không? Nó gặp áp lực của thị trường thì nó chưa có vượt ngay, thì anh chị phải chờ đợi nó trong vài phiên tới. Lưu ý nha, mẫu hình không có thành công là không có đánh. HCM nè, về đây gặp HCM khối lượng tốt ha, nói chung con này dần dần nó bo lại ok nè ha, anh chị mình có thể quan sát nó trong giai đoạn phía sau. Còn nếu như nó tích lũy được thì chơi, còn nếu không á, em vẫn chờ cái sự chiết khấu của nó thôi. Hai dòng chứng khoán nó cao quá rồi, mình không có ưu tiên lắm. Nè, mấy con neo neo gì nguy hiểm lắm nha, lưu ý nha. Không có điểm mua đâu anh chị, cứ chặn thôi, cứ tăng là chặn. Ngày nào cũng tăng là làm gì có điểm mua. Cân bằng rồi ha. Con này thì nói chung rơi thì không rơi, nhưng mà tăng như nào thì nó sẽ khó. Mờ đúp nè, mở đất này cũng như video trước thôi, lên tới đây chơi ha. Mình coi lại video nha, tại có nhiều con nó không có biến động, mình nói lại nó cũng vậy à, thấy không? Này những con này nè, cung cầu nó không có rõ ràng, tránh tham gia ha. Đẹp nhất là có FPT thôi, đúng không? Hôm nay anh chị thấy nó chỉnh ghê không? Hôm qua nó kéo bao nhiêu này chỉnh lại, nhưng mà khối lượng thấp ha, không vấn đề gì hết, bình thường. Tích lũy lại sẽ là cơ hội điểm mua số 2 cho anh chị mình ha, lưu ý nha. Thép nè, thép thì em có chia sẻ video trước đúng không? Nó tăng rất tốt nhưng mà nó gặp cái gì? Kháng cự, thành ra có mình có nên gia tăng vội không? Không. Đúng không? Mình phải chờ nó phản ứng với kháng cự. Và phiên hôm nay là sự phản ứng với kháng cự, và phản ứng như thế này với khối lượng như thế này thì cũng khá là ok. Đấy, thêm vài phiên nữa cái lượng cung nó cạn đi thì đây là điểm mua gia tăng nè. Nếu như nó thành công, lưu ý nha. Đấy, cứ từ từ, với lại bản chất mình mua ở đâu? Giá vốn anh chị rất là tốt, mua ở đây nè. Đó, thì bản chất có lỗ đâu, đúng không? Nhưng mà gia tăng á, mình gia tăng mà vội á, mình bị vội vàng cho việc gia tăng á, cái giá vốn của mình nó sẽ bị đôn lên, thì nó rất là dở, đúng không? Nó đôn lên như vậy á, thì lỡ như cái cục gia tăng đó mà thì mấy con này nó bị fail á, nó chỉnh cho một cái lỗ cục gia tăng ngay, đúng không? Rất là nguy hiểm. Thành ra nếu như mà nó chưa có đạt á, thì tạm thời cứ cầm cái đã, thì cũng lời thôi, có lỗ gì đâu, đúng không? Lời 7% trước mắt là cứ vậy ha, khi nào đẹp là gia tăng. Hoa sen nè, áp lực của thị trường nè, đúng ra con hoa sen này nó mở bình thường nó kéo lên luôn thì đẹp, tự nhiên nó mở cái gap up gì cho nó gấp lại, đúng không? À, khối lượng nó hơi lớn, nhìn chung á chị chờ đợi thêm vài phiên đi. Nói chung mà hòa phát giữ được thì con này nó cũng không chết đâu, em chị yên tâm. Quan trọng nhất là con này nè, con này dẫn dắt nè, con này còn sống là mấy con kia còn sống ha. Nam Kim nè, bình thường ha, nhưng mà khối lượng bắt đầu lớn nè anh chị nè, khối lượng bắt đầu lớn nha anh chị nha. Mà chặn lãi thì nó cũng chưa có vi phạm à, thôi à, có thể an toàn chốt bớt một nửa nha, chốt bớt một nửa nè, thấy không? Mở gáp nè, đó, mở ăn chi giờ đi kiếm lắp lại nè, thấy không? Rất là nguy hiểm nha. Đánh mấy con dòng nhỏ nó hay bị vậy đó à, thì trước mắt á, cái vùng gáp này nếu mà nó test lại thì nó hơi bể dĩa, thì em nghĩ là nó chỉ test lại cái vùng gáp trên thôi, nó test thành công thì nó sẽ bật lên tiếp, tại vì dòng thép bây giờ nó mới chạy ha. Mà chặn nha, nhớ chặn nha, 20 nha, không phòng ngừa không bao giờ thừa đâu, lúc nào cũng vậy, cứ chặn cái đã, tính gì tính, lỡ dòng đầu bán liền. TVN này đó, lại mà tình gấp úp đạp, khối lượng thấp ha, khối lượng thấp này không sao, chờ đợi thêm nha, vài phiên nữa. Cứ tăng là chặn thôi, lúc nào cũng phải có phòng hờ. CR nè, ghê không? Kéo trần mai đạp lại cây, khối lượng lớn không? Mấy con này đánh khó chịu lắm, đánh hàng penny mà đánh rất là khó nha. Nói chung là anh chị nào có thì về đây á, ngày mai có hồi xanh anh chị nên canh xử lý đi, canh bán đi, tại vì khối lượng này nó hơi xấu nha. Quanh mức giá trên 11.5 anh chị bán là vừa rồi. BVT nè, hơi fail nha. Em có chia sẻ rồi đúng không? Con này xanh trong phiên là lo bán liền. Tại sao? Tại nó bị fail cái cây tạo đỉnh 2 rồi, có nghĩa là nó tích lũy lại trên này nó không thành công, lưu ý ha. Nam Long nè, chỉnh ghê, đánh cây cao lên mai chỉnh lại khối lượng khá lớn nha. Đấy, rất là nguy hiểm. Dòng tiền mít cáp và dòng tiền đầu cơ một khi nó rút ra rút rất là nhanh. Đấy, nhìn con Nam Long này là em có chia sẻ rồi, nó tăng hơi vội, đúng ra là nó sideways ở đây một thời gian nó tăng nó sẽ ok hơn. Đấy, còn nếu mà nó tăng bị vội như thế này thì nó chỉnh lại thì cũng ok thôi. Anh chị quan sát nó lắp lại cái vùng này nha, nó có cái gáp nhỏ nhỏ dưới này nè đó, anh chị chờ nó về lại đây nè đó, nó cân bằng lại. Thì có thể là anh chị mình
không mua kịp 55 cây này đúng không? Thì bây giờ nó chỉnh lại là cơ hội cho anh chị nha. Anh chị quan sát trong các phiên tới. Dòng bất động sản em nghĩ nó ok, nó không có xấu gì. Con này kênh dưới ha. Thôi kênh dưới đừng đánh, đánh kênh trên nên gì ha. Đây là điểm xử lý nè, ai kẹp hàng lỗ lã gì đó canh xử lý. Test lại kháng cự, đóng cửa không canh nhớ phiên ngày mai có phiên tất độ khối lượng thấp đúng không? Rồi chờ đợi thêm nha. Hà Đô nè. Con này đạp nhìn biên độ thì nói chung là khối lượng thấp. Em nhìn khối lượng là quan trọng nhất đây nè. Với lại này là cái nền này, cái nền đi lên của nó nè, hai nền chồng nhau. Ha, con này em nghĩ ngày mai nó sẽ hồi lại lại, không vấn đề đâu. Đấy. HBC, ha, thấy ghê không chị ha? Kéo chân đạp 400, khó chịu. Ha. Đúng không? Phân tích dòng tiền lớn tham gia nè, đúng không? Tổ chức vào đánh nè, đánh chân nè. Vượt kênh giảm nè, mai trả cho cây y chang. Đúng không? Đó chính là lý do tại sao phòng ngừa không bao giờ thừa là vậy đó. Nào phải chặn, ai biết được. Mấy con dòng lớn mình còn tin tưởng đó, mấy con dòng mid cap là không bao giờ tin tưởng đó nha. Mid cap đánh phải kỹ. Đó là dòng đầu cơ ha, được giá là phải chặn ngay. Vượt kênh. Con này nhìn chung nó đang neo lại đây cũng tầm ok nè. Nói chung vài phiên nữa mà nếu cái cung nó kiệt á thì em nghĩ con này nó vẫn đánh tiếp. Nhưng mà chị có hàng chị nên chốt một nửa ra trước cho an toàn. Lãi bán ra cho nó thành cái tiền thiệt á đã. Để tiền điện tử thì nó vẫn chưa phải là lãi của mình. Lưu ý nha. Nếu nó tích lũy tốt thì em nghĩ nó vẫn lên. Còn nếu nó không được thì anh chị nên bán bớt. Nếu mà nó vi phạm là phải bán liền nha. À, nó không duy trì được biên tích lũy này anh chị phải bán liền. FCN lắp gáp nè. À, nói chung là kháng cự mà. Test lại là bình thường thôi. Thứ nhất là chặn cho em cái vùng tích lũy dưới. Là chặn cho em mức giá là 13.5, 13.6, 13.7 quanh quanh đây nè. Nói chung vài like đây nè đó, chặn ở đây cho em. Nếu nó duy trì ở mức phía trên giá 14 thì anh chị mình có thể giữ được ha. Để coi quá trình nó tích lũy lại trên kháng cự nó có thành công hay không nha. Lúc nào như vậy cả ha. Con này thì không có, em không có đánh, em chia sẻ cho anh chị thôi. Đạp khối lượng thấp, chỉnh lại không, con này bình thường ha. Đây là trong biên độ tích lũy nè. Khối lượng nè, xíu à, không sao. Nó bị ảnh hưởng bởi thị trường thôi. À, con Đạt Phương này á, cái cây giảm điểm này nè. Khối lượng thấp thì không sao chứ khối lượng nó to rồi anh chị. À, đây là một cây khá xấu. Cho thấy là dòng tiền nó đã có thoát ra một phần rồi. Thành ra anh chị nên chốt lại con này đi. À, nên chốt lại. Có thể chốt 70%. À, chữ lại một ít thôi, quan sát. Và cái phần quan sát đó chúng ta làm gì? Tiếp tục chặn lại gì nữa. Đúng không? Nhưng mà trước mắt là cứ bỏ túi đã. Có lại bỏ túi cái đã nha. Đít xấu rồi nè, hồi đít nó gãy hai cây vậy là bị fail rồi ha. Thì nó giống dòng phân bón á anh chị, đã chia sẻ rồi, nó neo neo đây khối lượng to lắm, lên thì không biết lên nhiều chứ xuống thì xuống nhanh lắm. Rất là nguy hiểm nha. Ừ. Con này em nghĩ nên bán liền đi, đừng có chờ nữa, nó mai nó bật lên bán liền nha, tại vì đây là vùng hỗ trợ cũng tạm thời thôi, thành ra là nó có những nhịp hồi phục anh chị xử lý ngay ha, không có chờ đợi. Nè, lo bán đi. No demon rồi, em có chia sẻ đó, quanh quanh đó là bán là vừa. Con này thì khối lượng thấp, anh chị mình có thể quan sát thêm nếu anh chị có khối lượng béo à. Lắp gáp nè, thấy không? Thôi con này kênh dưới anh chị. Nè, thấy không? Nè, thủng lúc đầu thủng cái này lo bán đi. Phía sau này tại sao nó tích lũy đây mà nó không muốn đánh là nó sẽ không đánh ha, khi nào nó đúng ra cái cây này nó phải nổ luôn, còn nếu không mà anh chị nên bán. Mọi thứ nó đã tích lũy đủ như thế này rồi mà nó không đánh là chứng tỏ có đeo bám ha. Zamadet nè đó, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, tạch mất hết, khối lượng lớn. Nhớ nha, nhớ chặn nha. Anh chị ha, dòng xuống thì canh mà xử lý. Để cho ngày mai nó dòng xuống đây tiếp thì thôi á ha. Đúng không? Nè, khối lượng lớn bất đỉnh nè đúng không? Đấy, cứ chặn, chặn mà an toàn. Anh chị thấy cái hở gáp này không? Đó. Lên thì không biết bao nhiêu nha. Mình không biết lên bao nhiêu. Nhưng mà xuống là nó lắp cái gáp hết á. Yeah. Khối lượng hơi to nè. Con này giữ trên 32 thì ok không sao. Ha. Giữ. Giữ. Ừ. Nói chung mà dòng Viettel không bị gì. Dịch may nè. Nhìn biên độ chỉnh thì khá nhiều. Nhưng mà khối lượng thấp nha. Ừ, khối lượng thấp vẫn được. Con VGT này vẫn ok. Anh chị mình có thể tiếp tục nắm giữ. TNG, đó thấy chưa nè, tăng nóng, chỉnh mạnh, khối lượng lớn. Vi phạm anh chị, bán đi, ha, vi phạm rồi.
vi phạm là bán nha. Cái này anh chị phải linh hoạt trong phiên nha, tại vì nhiều anh chị nói ủa nó đạp vậy rồi bán gì nữa em, kiểu kiểu như vậy đúng không? Nhưng mà ví dụ anh chị coi video tối hôm qua, anh chị phải có cái mức chặn để bảo vệ bản thân mình chứ đúng không? Chứ nếu mà anh chị chờ cho tới tối anh chị mới coi thì nó bị bể rồi ha, nó là chuyện đã rồi rồi đúng không? Cái mức chặn là anh chị phải lưu ý, ví dụ mình coi trong phiên, mình lưu lại, mình coi đồ thị hoặc là mình ghi ra giấy chẳng hạn. À, nguyên nó kêu giá này thủng bán ví dụ vậy ha, chờ cho nó gãy luôn thì mới bán cho thôi, trễ rồi. Con này chưa có dấu hiệu gì hết, 92 chơi ha, 092 thôi. Mình canh nha, con nào chặn nè, dù em chặn ở đâu anh chị mình lưu ý, mình lưu lại. Nhiều khi lên coi video thấy nó gãy mất tiêu rồi. Tại vì những con đó thứ nhất là em ít có theo dõi trong phiên lắm, tại vì em không có đánh. À, em không thể nào em dõi, theo dõi hết thị trường được, mà em đâu biết anh chị vào tư nhân thị trường mua như thế nào đâu. Đúng không? Mình tư vấn chung cho anh chị mình xử lý nó dễ thôi. Thành ra là mình chặn ở đâu mình nhớ, mình lưu lại, mình coi đúng không, tiện thể mình ghi lại. Hoặc là anh chị nào biết xài đồ thị, anh chị mình vẽ trên cái đồ thị của mình á. Cái này mình vẽ lên tắt nó không có mất nha. Anh chị vẽ như thế này nè, tắt nó không có mất đâu, anh chị đổi con đi. Đúng không? Ví dụ về đây anh chị nè, nó không có mất đâu anh chị cứ vẽ để đó. Vẽ trên thiết bị điện thoại, vẽ trên máy tính, à, lưu đó mà xem. Nó vi phạm là tự mà xử lý trong phiên ha. Thấy nó đạp xong mới hỏi Nguyên ơi nó đạp mất tiêu rồi có bán không em, cứ vi phạm là bán anh chị, đợi cho nó đạp thêm mới bán hay gì đúng không, lúc đó là mất lãi rồi, đã gọi là chặn lãi, có nghĩa là vi phạm là phải xử lý. Còn nếu mà nó chờ tới tối mà thấy nó gãy mất tiêu rồi, mai nó gãy thêm cây nữa rồi sao, nó mất hết rồi đúng không? Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ha, thời gian tối đây xem video của em. Nhìn chung thì mid cap nó tăng bữa giờ thì bây giờ hôm nay cái sự điều chỉnh là chuyện hết sức bình thường. Thành ra đã chia sẻ anh chị rồi, những cái dòng nào tăng nóng anh chị mình phải chú ý liệu có nên bán để đảo qua hay không. Ví dụ như những con tăng nóng đi, BCC nè vẫn giữ tốt ha, BCG sàn nè, khối lượng cực đại nè, thấy không, nó tăng một hồi nó phải gãy thôi. Con này nè chỉnh khối lượng thấp không sao hết, con này là breaking giảm chứ không phải là trên cao. CKG nè bắt đầu chỉnh nè đúng không, mà khối lượng thấp, con này bình thường tùy con nha. DVN nè giữ nè, HT1 nè nè giữ tốt ha, nhưng mà nó có cái hở gáp này nè rất dễ lắp nha, lưu ý. IDC là đó, thấy không, nó tăng một hồi nó phải đi thôi nè, đấy nè, thấy không, khối lượng vẫn thấp ha, nè đấy ha, một lúc nào đó nó sẽ đi thôi, tại vì nó tăng quá nóng rồi đúng không, chị lưu ý nha. Rồi nhìn chung thì ai ở đâu ở yên nhà đó ha, vị thế ở đâu nằm yên chỗ đó, mua tốt, giữ tốt, giá vốn tốt, anh chị mình cứ chờ đợi ha. Tập trung những cái dòng, đừng có, bởi mới chia sẻ là đừng có lãng quên những cái dòng lớn nó quá nhiều ha, tại vì những dòng lớn mới là những dòng mà giúp thị trường đi lên được. Còn những dòng kia thì ví dụ như mình có lướt, mình lướt T3 thôi, tuyệt đối không đu, tuyệt đối không mua thêm quá nhiều, hoặc là mình mua tỷ trọng lớn ha, và mình phải biết chốt, mình phải biết đủ để mình chốt ra liền. Tại vì mình cứ cố gắng mình gồng lên đó, mình đu hoặc là mình vào lại 2-3 lần, tới một lúc rồi đó mình kẹp ngay đỉnh thì lúc đó mình không có sửa sai được, lưu ý nha. Những con nhỏ mà lúc nó rút tiền ra đừng bao giờ nghĩ là nó đạp chiết khấu đủ lớn, mid cap không bao giờ có chuyện chiết khấu đủ lớn ha, mid cap là chiết khấu tới chết luôn á ha, nó chiết khấu tới khi nào mà anh chị cắt hết thì thôi, làm gì có gì chiết khấu đủ lớn. Tại vì sao? Tại vì những con lớn á, ví dụ như nó đạp nó có, sẽ có biên chỉ số, nó đạp một hồi á chỉ số nó bị thủng thì nó sẽ cân lại ngay. Tại vì dòng tiền lớn những con cá mập nó sẽ đỡ cho nhau, còn nếu những con nhỏ bản chất á, cá mập nó không có đánh nhiều, với lại con cá mập đó là con cá mập con thôi, tiền nó rất là ít thì anh chị nhân cái thanh khoản anh chị biết ha. Thành ra là khi đánh những con nhỏ một khi nó mở biên nó xả rồi thì lúc đó không có gì đó để đỡ lại đâu, vậy lưu ý nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều ha, vậy nên tối nay xem video của em, nhìn chung mình cứ xử lý phù hợp, mình hành động phù hợp ha, và có những mức chặn lãi an toàn để mình xử lý những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ cho nó nhanh, sống ngắn cho nó lẹ ha. Nhưng mà anh chị phải lưu ý nha, một số những con mít cáp nó chỉnh cũng rất là ok, nó chỉnh cho cơ hội phía sau chứ không phải con nào cũng xấu. Nhưng mà có một số con tăng nóng thì thật sự nó xấu thiệt, chứ mà là không, lưu ý nha. Rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều, dành thời gian tối nay xem video của em.